Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Hạ Lôi, Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ Mê Linh dập dịch COVID-19. Chính thức giảm giá điện ở tất cả khung giờ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Vùng cao tỉnh Hà Giang khó triển khai dạy học trực tuyến. Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề do mưa đá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, có thêm 2 ca mắc mới tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 4 đều liên quan đến thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ca bệnh số 261, bệnh nhân nữ 60 tuổi quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm hội thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hóa tại chợ Hạ trong xóm hội. Ca bệnh 262, bệnh nhân nam 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm chợ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh. Ngày 27 tháng 3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 254 là bác của bệnh nhân. Tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 4, Việt Nam có 265 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 119 người đang điều trị, 146 người đã khỏi. Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh, gồm 14 đội của Trung tâm Y tế các quận, huyện và 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, có 8 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi. Tại đây đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hãy lấy một phần khi bạn thực sự cần. Đó là thông điệp san sẻ yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái trong những ngày toàn dân chung tay chống dịch. 8 giờ sáng, những người bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Lá lành ít đùm lá rách nhiều ở thành phố Yên Bái đã có mặt tại số nhà 150, đường Hoàng Hoa Thám, một trong 3 điểm phát quà miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm, cháo, gia vị, trị giá mỗi suất chỉ 45.000 đồng nhưng rất thiết thực với những người gặp khó khăn. Rất nhiều người dân phải ở nhà và những cái người mà ví dụ như là có đồng lương thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thế nhưng mà những người ví dụ như là đi làm và lao động chân tay hàng ngày ấy, thì người ta sẽ không có thêm một nguồn thu nhập nào cả. Chính vì thế nên là chúng tôi thì nghĩ ra là bảo hay là mình có những cái nhu yếu phẩm hàng ngày để hỗ trợ được một phần nào đấy. Để trong qua những cái lúc mà đang cái giãn cách xã hội mà làm nghiêm ngặt như bây giờ, cái đồ này thì có thể là đủ cho một gia đình, có thể là ăn gạo thì có thể là ăn được trong 2 ngày. Tôi cũng mong mỏi đóng góp một phần nhỏ bé của mình đến cho những người cần và mong muốn mọi người sẽ chung tay vượt qua dịch COVID lần này. Những người đến nhận quà hầu hết đều là người già, người lao động. Tại 3 điểm tặng thực phẩm hàng ngày cho người có nhu cầu được đặt tại số nhà 150 đường Hoàng Hoa Thám, cầu dài km 3 và tổ 12 đường Nguyễn Tất Thành, gần khu vực chợ km 6 Yên Thịnh. Người đến lấy quà đa số là người già, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động hỗ trợ của nhóm sẽ kéo dài đến hết thời gian giãn cách xã hội. Có bà chị hàng xóm, chị đi chợ về, chị bảo nhà em hoàn cảnh như thế, đi ra có người ta phát gạo đấy, hỗ trợ người nghèo đấy, thì em là thế thì em lên bờ, em bỏ ủng là em đi luôn. Đi ra đây thì được có cháo về, để cho cháu nấu cháo để cháu ăn. Chúng tôi biết đến cái nơi trao quà cho những người khó khăn trong cái lúc dịch Covid thế này. Chúng tôi rất là cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm và cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay để giúp cho nhân dân, những người khó khăn như chúng tôi bớt cái chút khó khăn cho những dịp này ạ. Tôi thấy rất là cảm ơn đã giúp đỡ những người khó khăn. Cũng thấy là ấm lòng và lại thấy được cái sự giúp đỡ này là rất là tốt. Phong trào chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn với thông điệp hãy lấy một phần khi bạn thực sự cần, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã lan tỏa trên phạm vi cả nước để cùng nhau vượt khó qua những lúc ngặt nghèo, cùng nhau vượt qua đại dịch. Mới đây, Bộ Y tế phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam kênh VOV2, Sở Y tế Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương,
sản xuất và cho ra mắt các sản phẩm audio về khuyến cáo, thông điệp truyền thông phòng chống dịch COVID-19 để phổ biến đến người dân qua hình thức phát thanh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 sản phẩm audio khuyến cáo được thực hiện gồm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, khuyến cáo chung phòng dịch, khuyến cáo phòng dịch cho người cao tuổi, cần làm gì khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, hướng dẫn sử dụng khẩu trang vải, khẩu trang y tế, hướng dẫn rửa tay, khuyến cáo tại trường học, khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng, khuyến cáo cho người tham gia phương tiện giao thông công cộng, cẩm nang 10 câu hỏi đáp về COVID-19. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các audio này đến hệ thống Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố để đăng tải trên hệ thống loa phát thanh, đài tiếng nói địa phương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tất cả các cấp học trên địa bàn cả nước đều phải nghỉ học. Nhưng với phương châm học sinh từng đến trường nhưng không từng học, một số địa phương đã tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường. Mô hình hiệu quả tại trường Tiểu học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong 5 tỉnh thành trên cả nước thực hiện việc dạy thí điểm qua mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo. Với chiếc máy tính và máy chiếu, cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên trường Tiểu học Hạ Long, bắt đầu buổi lên lớp của mình như thường lệ, vẫn có điểm danh, kiểm tra và ôn lại bài cũ như những buổi học thông thường khác. Với cái bài dạy trực tuyến này, cái thời gian nó phải cô đọng lại. Chính vì thế cái bài giảng của chúng tôi nó phải cô đọng lại, sao cho vừa cô đọng lại nhưng nó lại phải thật là dễ hiểu, thật là rõ ràng. Cũng như cô Hiền, cô Ngô Thái lên lớp mà không có học sinh trong lớp. Theo các thầy cô trong trường, việc dạy và học online cũng có nhiều khác biệt so với dạy học trực tiếp, nhưng đa phần các em đều lên lớp đầy đủ, tiếp thu tốt và thích thú với việc học này. Em yêu cô là em thấy những bài học trực tuyến này vẫn có thể tiếp thu cho chúng ta đầy đủ kiến thức ạ. Trường Tiểu học Hạ Long với 43 lớp trên 1.800 học sinh, cùng với 4 trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai, Trường Trung học Phổ thông Hải Đảo, Trường Trung học Phổ thông Tiên Yên, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản được lựa chọn thí điểm bắt đầu thực hiện dạy học trực tuyến qua mạng Internet, dựa trên một phần mềm dạy và học thông minh. Từ những triển khai hướng dẫn cụ thể của nhà trường, mà mỗi giáo viên có cách giảng phù hợp, đảm bảo khung chương trình, giờ lên lớp và hiệu quả dạy học. Dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục của Sở Giáo dục phối hợp với lại cái bên kỹ thuật của công ty AIC tiếp tục hoàn thiện tốt cái phần mềm cũng như là thực hiện các cái giờ dạy học làm sao cho nó hiệu quả nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đang tập trung hỗ trợ giới thiệu một số phần mềm miễn phí có nhiều tính năng trực tuyến. Việc lựa chọn quyết định sử dụng phần mềm nào phù hợp là do các trường. Dự kiến đến cuối tháng 4 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác thực hiện thí điểm dạy học trực tuyến. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chỉ đạo. Tất cả những cái bài giảng mà được dạy ở thông qua hình thức trực tuyến ấy, thì học sinh sẽ được đánh giá bằng các cái bài kiểm tra thường xuyên. Thế còn các bài kiểm tra định kỳ và học kỳ thì sau này đi học trở lại thì sẽ được đánh giá tại trường. Việc chủ động phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh trong những năm gần đây đã đem lại thuận lợi lớn cho Quảng Ninh trong phát triển giáo dục đào tạo, tạo nền tảng thuận lợi cho việc dạy và học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày. Đối với các em học sinh ở khu vực thành phố và trung tâm các huyện, việc học trực tuyến và trao đổi qua Internet rất thuận lợi. Nhưng ở các thôn bản, các xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi chưa có điện lưới quốc gia và Internet, thì việc dạy và học trực tuyến là vô cùng khó khăn. Cả thầy cô vùng cao Hà Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo để giúp học sinh của mình không bị mai một kiến thức. Trường Trung học Phổ thông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hiện có hơn 500 học sinh, trong đó có hơn 170 em đang học lớp 12. Để giúp các em ở vùng sâu, vùng xa không có sóng điện thoại, các thầy cô nhà trường đã soạn đề cương, sau đó in thành tập, phân loại ở trường rồi giao bài cho các em ở nhà ôn luyện. Về cái ngoài cái cách đó là giao bài cho các em ở trên thông qua đó là trang mạng đó là nhóm, thì chúng tôi còn trực tiếp đó là đến nhà một số em học sinh, một số em học sinh để trực tiếp trao đổi các em về các vấn đề mà các em còn gặp khó khăn trong quá trình đó là tự học ở nhà. Tuy không được đến trường để nghe thầy cô giảng bài, nhưng các em học sinh nơi đây vẫn được trang bị đầy đủ những kiến thức.
Khi có bài tập nào không hiểu, các em trao đổi với các bạn. Định kỳ sẽ có thầy cô đến tận nhà để hướng dẫn cho các em. Em thấy cũng khá là ổn. Tại vì ở nhà có những bài khó thì bọn em phải gọi điện trực tiếp cho thầy cô và các bạn để trao đổi. Và việc học như này thì sẽ giúp cho bọn em không bị mất đi kiến thức và có một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thành công. Còn với những em ở trung tâm huyện, nơi có điều kiện thuận lợi hơn, nhà trường đã lập nhóm Zalo để thầy, cô giáo tiện trao đổi học tập với các em. Đối với những khu vực khó khăn, các thầy cô cũng đã phải nỗ lực hơn rất nhiều để học trò của mình không bị quên kiến thức. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 12 tháng 4, Bộ Công Thương đã chính thức thông tin về việc giảm giá điện và giảm tiền điện, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Như vậy, khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, với mức giảm 10% so với đơn giá tại quyết định số 648 của Bộ Công Thương. Đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến 4, dưới 300 kWh một tháng, khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất. Về việc giảm tiền điện, theo Bộ Công Thương, sẽ giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh COVID-19, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám xét nghiệm điều trị bệnh COVID-19, đồng thời cũng giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân COVID-19. Với các giải pháp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng. Đối với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai các nội dung trong hai tình huống: dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nghiêm trọng tại Việt Nam. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại địa phương, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét phối hợp tổ chức lễ hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2020, phối hợp hoặc phân công đi thăm hỏi động viên tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Còn nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nghiêm trọng tại Việt Nam, thì dừng việc tổ chức các lễ meeting hưởng ứng các hội nghị hội thảo tập trung đông người, chuyển sang tổ chức các hoạt động hưởng ứng của bộ, ngành, tỉnh, thành phố thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến, tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương. Theo đại diện Bộ Công Thương, Việt Nam có đủ năng lực để trở thành một quốc gia sản xuất khẩu trang vải lớn trên thế giới. Song để xuất khẩu, doanh nghiệp cần thông tin quảng bá thêm để người dùng nhận biết được lợi ích của khẩu trang vải và chuyển sang sử dụng loại khẩu trang này. Thống kê của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, với năng lực của 50 doanh nghiệp báo cáo với Bộ Công Thương có thể sản xuất 8 triệu chiếc khẩu trang một ngày, tương đương khoảng 200 triệu chiếc mỗi tháng. Nếu tính trên quy mô cả nước thì sản lượng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó, nguyên liệu sản xuất khẩu trang về cơ bản không quá khắt khe. Trước đây doanh nghiệp phải nhập khẩu vải kháng khuẩn hoặc hóa chất để sản xuất ra vải kháng khuẩn. Nhưng hiện nay, một số doanh nghiệp đã có thể tự sản xuất vải kháng khuẩn hoàn toàn từ nguyên liệu sinh học trong nước. Do vậy, nếu có thị trường, có khách hàng, thì năng lực sản xuất khẩu trang hiện nay còn có thể nâng cao hơn nữa. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm 2020 đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp khắc phục phần nào những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2020. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã thay thế vật tư trong nước, gia công chế biến thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Lào Cai đã rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp này đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu tìm hiểu và tranh thủ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại thì một số các cái vướng mắc thì
cơ bản được tháo gỡ, và cái tình hình cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu là cái chính là than cốc thì cũng đã được là đáp ứng trở lại. Tuy nhiên thì cũng chưa đáp ứng được đầy đủ theo cái nhu cầu mong muốn của công ty. Cái vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất chung cho nhà máy thì chủ yếu là có xuất xứ từ Trung Quốc cũng như từ các nước khác trên thế giới. Cho nên là cái việc mà cung ứng các cái vật tư phục vụ cho sản xuất là đôi khi là còn chậm và thiếu. Thứ hai là do cái giá thành tiêu thụ của sản phẩm đồng kim loại ở trong nước đã giảm xuống rất là nhiều. Cái điều này nó ảnh hưởng rất là lớn đến tình hình sản xuất chung của nhà máy cũng như là của tổng công ty khoáng sản, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tiền lương cho người lao động. Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, giá trị sản xuất công nghiệp của Lào Cai trong quý 1 chỉ đạt 19,3% so với kế hoạch và dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn hơn do các đơn hàng xuất khẩu sang nước ngoài đã được phía đối tác thông báo giãn cách hoặc hủy, do nước này cũng đang bế quan tỏa cảng để tập trung phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 12 tháng 4, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc và mưa đá, trong đó tập trung chủ yếu tại thị trấn Mộc Châu và các xã Triềng Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Triềng Sơn, gây thiệt hại nặng nề nhà ở và tài sản và diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân. Theo thống kê sơ bộ, tính đến trưa 12 tháng 4, huyện Mộc Châu có 244 nhà bị tốc mái, trong đó có trên 30 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Mưa đá kèm theo gió lốc với cường độ mạnh lại xảy ra vào thời điểm trời còn đang tối, khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Khoảng 4 rưỡi sáng thì cả nhà đang ngủ thì bắt đầu thấy mưa to. Thế là bắt đầu dậy thì thấy ngói là lột hết cả lên, cửa thì đổ xong, tủ lạnh với lại là các thứ nó đổ vật hết ra, bàn ghế lăn hết ra, không chạy được. Thế là đành phải lấy chăn trùm mà xong rồi chui vào gầm bàn thôi. Mưa đá kèm theo gió lốc làm bật nhiều gốc cây xanh và làm gián đoạn việc cấp điện sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Mộc Châu. Ước tính khoảng hơn 4 hectare nhà kính, nhà lưới trồng rau, hoa công nghệ cao của doanh nghiệp bị sập đổ hư hỏng. Trên 400 hectare rau màu đang chuẩn bị thu hoạch bị tàn phá, thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ đồng. Cái này suy của gia đình đang thu, nó bị một cái vườn 1 hectare nó đổ mất khoảng 8.000. Để làm đẹp xuống khả năng thì nó mất tức là mất trắng 100%, mất thiệt hại vừa hoa màu đang thu hoạch, đồng thời là cái hệ thống đàn nó cũng đổ hết do cơn lốc to quá. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu và các xã bị thiệt hại đã huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời khẩn trương thu dọn cây cối bị gãy đổ trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Sáng ngày 12 tháng 4 tại xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và các lực lượng phối hợp đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng Sồng A Ký, 27 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, thu giữ 2 túi ma túy tổng hợp ketamin có trọng lượng gần 2kg và một số tăng vật liên quan khác. Đối tượng khai nhận lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 đã nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng trong xã Lóng Luông với tiền công là 10 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 27 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, thu giữ 2 túi ma túy tổng hợp ketamin có trọng lượng gần 2kg và một số tăng vật liên quan khác. Đối tượng khai nhận lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 đã nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng trong xã Lóng Luông với tiền công là 10 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Công an huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết đã triệu tập và xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản Facebook trú tại xã Sao Hương về hành vi đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Chủ tài khoản này đã hoang tin về một trường hợp mắc COVID-19 ở xã bên cạnh. Nhiều người đã xem và chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Công an huyện Giao Thủy đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.